trong môi trường ô nhiễm với nhiều bụi bẩn, khói xe như hiện nay. Bên cạnh đó, khi thời tiết khí hậu thay đổi thất thường, các bệnh lý về hô hấp, tai mũi họng thường xuyên xảy ra ở cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Viêm họng, viêm amidan là những bệnh lý khiến người bệnh cảm thấy khó chịu, mệt mỏi bởi gây ra các triệu chứng như đau rát cổ họng, khó khăn khi nuốt, ăn uống, họng sưng tấy, nổi hạch sau cổ, nhức đầu, từ đó làm ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống cũng như sức khỏe của mọi người. Các phương pháp điều trị viêm họng, viêm amidan chủ yếu hiện nay là Tây y, Đông y và dân gian. Mỗi loại có những tác dụng ưu điểm và hạn chế riêng, nhưng đều hướng đến điều trị bệnh, giảm các triệu chứng và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm. Trong đó, việc lựa chọn những sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh tại chỗ sao cho an toàn và mang lại kết quả điều trị tốt là rất quan trọng. Với việc dễ dàng sử dụng và tiện lợi mang theo lúc cần, nên sản phẩm xịt họng được nhiều người bệnh tin tưởng lựa chọn. Tôi thì bị cái viêm amidan, cái họng hạt là từ rất lâu rồi. Đấy, cho nên là những cái ngày lạnh, mùa lạnh và nhất là cái mùa hè mà dùng cái nước đá nhiều thì họng tôi thường bị sưng và đau rát. Đấy, và có khi là ho, nên phát sốt lên. Cái cuộc cho nên nó ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của tôi. Và từ khi tôi phát hiện biết có cái xịt họng BV này thì tôi mua về sử dụng. Đấy, thì tôi sử dụng khoảng 3-4 ngày thì tôi thấy là cái rất hiệu quả, bệnh của tôi nó giảm hẳn, là không còn đau rát họng nữa và không ho nữa. Thế và tôi cũng tiếp tục là điều trị một thời gian thì đến nay là họng tôi ổn định. Đấy, và trong cái đang cái mùa dịch Covid-19 này thì gia đình tôi và gia đình tôi thường xuyên là sử dụng cái này để kháng khuẩn họng tốt. Tùy theo mức độ bệnh lý mà chúng ta có thể chọn cho mình những hướng giải quyết điều trị khác nhau. Với viêm họng, viêm amidan, người bệnh có thể sử dụng phương pháp đông y để chữa trị, bởi trong đông y đều tập trung sử dụng các loại dược liệu sẵn có trong tự nhiên nên đảm bảo được độ lành tính và an toàn. Do đó, người bệnh có thể sử dụng sản phẩm xịt họng được sản xuất với các dược liệu tự nhiên như kim giao, ngũ sắc, bạch chỉ, gừng, ké dầu ngựa, xuyên khung, tân di hoa, cây rẻ quạt, đồng thời ăn uống lành mạnh, sinh hoạt nghỉ ngơi đầy đủ và có biện pháp bảo vệ cho các bộ phận tai mũi họng một cách an toàn, khoa học để mang lại kết quả điều trị hiệu quả nhất. Tôi bị bệnh viêm họng, viêm amidan đã từ mấy năm nay, chưa khỏi. Mỗi lần mà phát bệnh thì tôi thường bị đau rát họng, bị ho rất là nhiều mà đau cổ. Khi được biết mà công ty Phạm Phaco có cái sản phẩm thuốc xịt họng PV thì tôi đã mua và dùng. Sau khi dùng ít ngày thì tôi thấy rằng có hiệu quả rất rõ rệt. Tôi thấy sản phẩm thuốc xịt PV rất là tiện lợi vì mình có thể mang luôn trong người và khi mình bị ho, bị rát họng thì mình có thể xịt luôn và có tác dụng ngay được. Được bào chế dưới dạng phun sương, phân tán nhanh các hoạt chất vào niêm mạc miệng, giúp làm dịu các cơn đau rát, tan đờm nhanh chóng. Sản phẩm xịt họng ngày càng phổ biến bởi sự tiện lợi và hiệu quả của nó mang lại. Tuy nhiên, người dân cần cẩn trọng hơn khi lựa chọn sản phẩm và đặc biệt quan tâm tới các yếu tố như khâu sản xuất phải đảm bảo các tiêu chuẩn của Bộ Y tế, thành phần nguyên liệu lành tính, sản phẩm uy tín và có thương hiệu với người tiêu dùng, qua đó hỗ trợ điều trị chứng viêm họng, ngứa rát họng, viêm amidan cấp tính và mãn tính, dị ứng họng an toàn và hiệu quả. Câu nói nổi tiếng của Thiền sư Tuệ Tĩnh, nam dược trị nam y. Xuất phát từ đó nên công ty chúng tôi đã nghiên cứu bào chế ra cái xịt họng BV, tức là dùng để trị cho những người nam ta. Thì cái xịt họng BV là sản xuất ở trên dây chuyền sản xuất của xưởng y tế loại A, trang thiết bị y tế loại A, và đồng thời là bằng toàn bộ thảo dược ngũ sắc, bạch chỉ, vân vân, sản xuất xịt họng BV này dạng bằng sương mù nên rất tiện lợi cho khách dùng, đem đi đâu cũng có thể được, và đồng thời là trẻ con, người già đều có thể sử dụng được. Một số lưu ý người dân cần quan tâm khi sử dụng xịt họng: dùng đúng thời gian quy định, đúng liều lượng, tránh lạm dụng, kiểm tra kỹ thành phần xuất xứ, không dùng với người bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Nếu bị viêm họng nặng, người bệnh nên điều trị kết hợp với các phương pháp được bác sĩ khuyến nghị.